Em xin chào cả nhà, em là Hương, biệt danh là Homie Mèo. Hôm nay là idol mới đến đây để live stream và xem bói dạo cho mọi người nhé. Chào anh Cao Đức. Hello Đức nha. À, Đức là bạn chị đúng không? Hello Đức. Đức đã online rồi đấy à? Trong khi chờ đợi tất cả mọi người vào đây xem bói, coi bói thì mình sẽ hát tặng mọi người một bài nhá. Trong khi chờ đợi nhá, chúng ta sẽ phải đông vui, phải càng đông càng vui chúng ta mới xem bói được. Hôm nay sẽ xem bói cho tất cả mọi người có mặt ở trong cái căn phòng này nhá. Ai cũng được xem, không phải là một người chỉ xem được người đâu mà xem được tất cả mọi người nhá. Chào anh Khoa, chào Mỹ Quyên nha. Chào anh Trung Nhân, chào Kiến Đức nha. Trong khi chờ đợi thì em sẽ hát tặng mọi người một bài nhá. À, lâu lắm rồi không hát. Cả bạn bè của mình ở trên Facebook để mọi người cùng vào đây xem bói nào. Lâu lắm rồi em mới lên trên này để coi bói đấy. Coi bói dạo. Nhà có bị bé không hả cả nhà? Nhiều khi vui vui em lại rất muốn nhắn tin rằng em nhớ anh mỗi ngày. Giờ mình chợt nhận ra khoảng cách của đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chỉ là một cô gái đang yêu, chỉ có biết nhớ anh rất nhiều. Bạn chị bị lag rồi á? Chào Yên Phương nha, chào Đạt nha, chào Nhàn nha. Chết rồi, quên lời. Hào sang mi, hào sang mi, hào sang mi, hào sang mi. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sang mi, hào sang mi, hào sang mi, hào sang mi. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sang mi. Sorry mọi người vì hôm nay không có mic. Em chưa tìm đến mic. Mấy hôm nay em mà live stream thì em sẽ lấy mic để hát tặng mọi người nhé. 想要说你记得就开你我想好想好想你想找了记得就开你我想好想好想你每天去那记得进去试试我想好想好想你露露心疼还写下我想好想好想你密室动物去那记你好想你你不伤心 Mọi người ơi, mọi người hãy cùng vào đây follow em đi ạ. Lát nữa thì em sẽ xem bói cho mọi người nhá. Lát nữa em sẽ xem coi tarot dạo cho cả nhà. Cho nên mọi người hãy cùng follow em đi. Đừng ai vào rồi xong lại ra nhá. Em sẽ xem cho tất cả mọi người. Hào sang đi, hào sang đi, hào sang đi, hào sang đi. Sì chân đi chìa hào sang đi. U sì chân đi chìa hào sang đi. Hào sang đi, hào sang đi, hào sang đi, hào sang đi. Sì chân đi chìa hào sang đi. U sì chân đi chìa hào sang đi. Chào nhan nhan, chào chung nhan. Hào sang đi, hào sang đi. Sì chân đi chìa hào sang đi. U sì chân đi chìa hào sang đi. Sarang he, sarang he. Oppa ru, sarang he. Sì chú đi chìa hào sang đi. Bố sĩ chân đi chìa hào sang đi, hào sang đi. Chào Nhàn nha, chào Đường Ăn Nhàn nha, chào Trung Nhân nha. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ xem tarot cho cả nhà nhá. Ai muốn xem về gì nào? Mọi người vote đi ạ. Em có thể xem về tình yêu này, về công việc này, về tiền tài này, hoặc về sức khỏe này, hoặc bất kỳ những cái gì mà mọi người muốn xem. Bây giờ thì em sẽ xem tarot cho cả nhà nhá. Để bật tí nhạc lên cho mọi người quẩy tí nào. Ai có mặt ở trong cái căn phòng này hãy lên tiếng đi nào. Hello Chiếc nha, Tú xem nè, ok Tú nha, Lê Duy Kính. Chào anh em kênh chat, em chào anh Kính nhá. Xem về tình yêu, ok xem về tình yêu nhá. Ủa, mùng 5 tháng 10 Tú là cung Thiên Bình đúng không? Thiên Bình là những cái người mà rất là hay phân vân này, rất là tốt tính này, vì bạn bè này. Thiên Bình là hơi bị chất đấy, tại vì chị cũng có cung Thiên Bình. Ok nhá, bây giờ mình sẽ xem tarot nhá.
Những ai mà có mặt ở trong căn phòng này thì sẽ được xem hôm nay chúng ta là hữu duyên đấy. Những ai có mặt trong căn phòng này là hữu duyên với cả em đấy, cho nên là em sẽ xem tarot cho cả nhà nhá. Rồi Tú bảo là xem tình yêu đúng không? Bây giờ mình sẽ xem tình yêu nhá. Mình sẽ xem tình yêu nhá. Có ai, những có ai có mặt ở trong căn phòng này, 250 người đúng không? Có 250 người trong căn phòng này, chúng ta sẽ xem về tình yêu nhá. Bây giờ em sẽ trải bài ra đây. Và mỗi lá bài em sẽ để một hòn đá. Mọi người hãy nghĩ về chuyện tình cảm của mình nhá. Đức ơi, Đức xem tình yêu trước nhá. Tại vì lúc này có Tú đăng ký tình yêu trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tình yêu, sau đó chúng ta sẽ xem công việc nhá. Chào Khoa nha, chào mọi người, chào Cường, chào Danh nhá. Bây giờ thì em sẽ xem tarot tình yêu cho mọi người nhá. Trải bài về tình yêu cho tất cả những người đang xem livestream ngày hôm nay nào. Trải bài về tình yêu cho tất cả những người đang xem livestream ngày hôm nay nhá. Ok, cả nhà đợi em một chút. Tình yêu, trải bài về tình yêu. Tình yêu của mọi người như nào? Mọi người hãy nghĩ trong đầu xem là tình yêu của mọi người sắp tới sẽ như nào nhá. Cả nhà ơi, ở đây sẽ có 4 lá bài này. Tình yêu của mọi người sắp tới sẽ như nào? Tình yêu của mọi người sắp tới sẽ như thế nào? Ok mọi người ơi, ở đây em có 4 cái lá bài ở đây và 4 tượng trưng được có 4 hòn đá nhá. Mọi người hãy nhắm mắt vào và nghĩ trong đầu mình là tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào. Ai có người yêu rồi thì hãy nghĩ về người yêu của mình. Ai chưa có người yêu thì hãy nghĩ đến ai mà chưa có người yêu ấy thì hãy nghĩ đến là tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào. Tại vì lần trải bài này thì sẽ cho mọi người biết là tình yêu của mình này sắp tới sẽ có gặp được ai không này, sẽ gặp được ý trung nhân không, hay là gặp được crush không, hay là như thế nào. Ai có crush thì cũng có thể nghĩ về crush nhá, nếu mà yêu thích nhá. Hello Nhã Khanh, hello Liên, hello Hải nha. Chào Nguyễn Đông Nhi. Đông Nhi nghe tên giống chị Nhi á. Chào Phạm Song Danh nha, Phạm Song Oanh nha. Ok mọi người chọn cho em nhá. Đây là tụ 1 này. Tụ 1 là hòn đá màu vàng nhá. Hãy nghĩ về chuyện tình yêu. Mọi người nhắm mắt vào và nghĩ cho mình về chuyện tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào. Và sau đó mở mắt ra chọn cho mình một hòn đá bất kỳ ở đây. Mọi người hãy chọn cái hòn đá nào mà thu hút mắt mọi người nhất ấy. Thu hút ánh mắt của mọi người nhất nhá. Thu hút ánh mắt nhất. Chuyện tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào? Ai có người yêu rồi thì nghĩ về người yêu của mình. Ai có crush nghĩ về crush của mình. Ai chưa có người yêu thì hãy nghĩ là tình yêu mình sắp tới sẽ như nào. Đây, hòn đá đầu tiên sẽ là số 1 nhé. Mọi người comment số cho em nào. Hòn đá màu vàng là số 1. Hòn đá màu xanh nhạt này là số 2 nhé. Hòn đá màu tím là số 3. Nhã Thanh và Khoan, anh Khoan có thể chọn đi ạ. Hòn đá tiếp theo là số 4 nhé. Mọi người nhắm mắt nào nào. Nghĩ về chuyện tình yêu mình sắp tới sẽ như nào. Và chọn cho em một hòn đá bất kỳ nào. Chọn đi ạ. Đây là số 1, số 2, số 3, số 4 này. Mọi người chọn đi. Cái này là xem trải bài chung, cho nên là mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách tích cực nhất nhá. Chuyện này có thể đúng với mọi người hoặc có thể là chưa đúng với mọi người, thì những cái gì đấy thì nó sẽ đúng với cả những cái người mà đang xem trải bài ngày hôm nay nhá. Ok, Tú chọn màu tím là số 3 đúng không? Và mọi người, những ai còn lại nào? Mọi người còn lại hãy chọn đi nào. Chuyện tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào? Nhà có bị to có không ở cả nhà? Chuyện tình yêu sắp tới, Đức đâu rồi? Đức chọn đi Đức ơi. Nhã Khanh chọn đi này, Khoan chọn đi này, Hùng Dũng đi này. Hello Đức, chào Hữu Long nha, chào Vũ Anh Khải nha. Mọi người ơi, em đang xem tarot về tình yêu, trải bài chung về tình yêu, chuyện tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào. Mọi người hãy nhắm mắt vào và nghĩ cho em về tình yêu sắp tới của mình sẽ như nào. Ai có người yêu crush thì hãy nghĩ về crush nhé. Còn ai chưa có thì hãy nghĩ tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào. Và chọn cho em một hòn đá bất kỳ nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Mọi người chọn đi. Mọi người hãy chọn đi nào. Em sẽ cho mọi người khoảng tầm 1 phút nhá. Trong vòng 1 phút mọi người hãy chọn đi nào. Đức ơi, Đức chọn đi. Không thấy Đức chọn nhờ. Cả nhà chọn đi nào. Tím là số 3 này, sau đó em sẽ trải bài, em sẽ mở bài từ số 1 cho đến số 4 nhá. Hello Hương Trang nha, chào Phi Khanh nha. Trang với cả Khanh cũng chọn đi nhá. Ok, bây giờ tại vì mọi người cứ chọn đi nhá. Bây giờ em sẽ xem cho Tú trước này. Những ai mà chọn số 3 giống Tú thì mọi người có thể chọn luôn ở đây nhá. Đây, đây là tụ bài màu tím này.
Màu tím này, những ai chọn màu tím thì giơ tay ạ. Những ai chọn màu tím thì giơ tay ạ. Mọi người ơi, những ai chọn số 3 màu tím giống Tú thì giơ tay nhá. Mọi người có thể chọn những cái quân bài ở đây nhá. Em đang xem về trải bài tình yêu. Tình yêu của mọi người sắp tới sẽ như nào? Mọi người nghĩ trong đầu là tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào và chọn cho em một hòn đá bất kỳ ở đây nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ai mà muốn bí mật không nói thì cũng được. Còn ai mà không bí mật thì mọi người có thể viết số ở đây nhá. 1 2 3 4. Đấy, những ai mà chọn tụ số 3 màu tím thì em sẽ xem trả bài này trước nhá. Trả bài về tình yêu nhá. Tú có người yêu chưa Tú? Tú có người yêu chưa hay là có một đối tượng nào đấy chưa? Lúc nãy Tú nghĩ về người yêu hay là nghĩ về tình yêu sắp tới sẽ như nào đấy? Nãy Tú nghĩ về tình yêu sắp tới sẽ như nào hay là nghĩ về người yêu? Tú có người yêu rồi à? Thì cái lá bài này là lá bài 10 gậy nhá. Lá bài 10 gậy này thì là một cái lá bài ngược. Cái lá này thì nó thể hiện một cái sự khó khăn ở trong một mối quan hệ tình cảm. Trong cái giai đoạn hiện tại của em là đang có một cái chuyện gì đấy khó khăn, gặp trục trặc ở trong cái mối quan hệ tình cảm hiện tại nhá. Đây không phải là cái thời điểm để nó có thể là thời điểm mà có thể cái chuyện tình cảm này nó đã qua rồi, cái giai đoạn khó khăn này nó có thể qua rồi, vì đây là lá ngược. Nếu mà nó là lá xuôi ấy, thì đây này, những cái cây này nó chắn, cái cây này nó mọc lên này thì nó đang thể hiện ra cái sự khó khăn. Còn nếu mà nó là lá ngược ấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, có nghĩa là có thể cái giai đoạn khó khăn này nó đã trải qua rồi, hoặc là hiện tại thì nó đang có một chút gặp trục trặc khó khăn. Hello Hương Thỏ nha, chào Hương Thỏ nha. Hương Thỏ ơi, hãy chọn 4 tụ bài ở đây, nghĩ về chuyện tình yêu của mình sắp tới sẽ như nào và chọn 4 tụ bài ở đây nhá. Chọn một trong số 4 ở đây nhá. 1 2 3 4. Đấy, thì đây mọi người có thể nhìn thấy ở đây, lá 10 gậy này. Đây là thời điểm này thì mọi người đây là có một cái thông điệp là mọi người nên, hai người nên có thể có một cái cuộc nói chuyện để giải quyết được cái vấn đề này, giải quyết được cái khúc mắc, được cái hiểu lầm. Nếu mà có hiểu lầm thì mọi người hãy giải quyết, thì nó sẽ tốt hơn trong mối quan hệ này và nó sẽ giải quyết được những cái hiểu lầm và những cái khó khăn ở trong cái mối quan hệ này nhá. Đúng rồi chị ơi à, nhưng mà cái này là thật đấy. Em có thấy thế đúng không? Đấy, nói chung là chị nghĩ là đây là một cái sự hiểu lầm hoặc là bội tín thôi, một cái sự hiểu lầm nào đấy thôi. Nếu mà nói chuyện được với nhau thì có thể giải quyết được cái vấn đề này nhá. Và xem những cái thay đổi ở trong cái hành vi có thể dẫn đến cái chuyện này hay không. Tại vì cái lá này thì thông điệp của nó là không nên giấu giếm cái sự thật gì cả. Không nên giấu giếm sự thật, nghĩa là phải nói hết, thả hết lòng mình ra, phải nói hết tất cả cái lòng mình ra. Cả hai bên cùng nói chuyện thẳng thắn với nhau thì sẽ giải quyết được cái vấn đề này nhá. Ok nhá, quá đúng luôn, tuyệt vời luôn à. Ok, bây giờ đến tụ 4 nhá. Còn ai chọn nữa không à? Đây là 1, 2, 3, 4 này. Tụ 4 là màu xanh nhá.